xin kính chào quý vị và các bạn kênh minh hải miền đông luôn đọc và chia sẻ những câu chuyện hay nhất trong và ngoài nước sau đây kính mời quý vị các bạn lắng nghe một câu chuyện đầy đau thương và cảm xúc của một người phụ nữ mong rằng quý vị chia sẻ và bình luận về câu chuyện này xin kính mời mọi người cùng theo dõi và lắng nghe Hằng nhếch mép mỉm cười vì mọi thứ đã suôn sẻ theo đúng kế hoạch của mình. Nào ngờ nụ cười chưa trọn môi thì cô ta đã bị báo ứng. Ngày gặp Tuấn, Hằng đã nghi cô nhất định phải có được người đàn ông này. Dù biết Tuấn đã có vợ, nhưng với một người đã từng trải trong Tình trường trưởng như cô Thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ Ngẫm lại thấy tuổi thanh xuân của Hằng Toàn đi làm bổ nhí cho đại gia Làm lâu rồi cũng thành quen Việc xen vào gia đình của người khác đã trở thành Sở trường của cô mất rồi Sau một thời gian bị Hằng quyến rũ và mê hoặc Tuấn đã không cầm được lòng Nên đã ngã vào lòng cô ta Mai nào đâu hay biết cô vẫn một lòng với anh kể từ ngày cậu con trai đầu bị tai nạn mất mai đã khó khăn lắm mới vượt qua được tất cả cô đang cố gắng để có con lại dù biết có nhiều mất mát đau thương nhưng vì yêu tuấn cô luôn tỏ ra mạnh mẽ đi ra xã hội tuấn vẫn hay qua lại âu yếm với hằng nhưng về nhà anh chưa một lần làm vợ phiền lòng vì mai là một người vợ một người con dâu tốt nhiều lúc Tuấn thấy có lỗi với vợ rất là nhiều Nhưng đàn ông Thành đạt thì khó vượt qua được Cảm bầy đặc biệt Cảm bầy đó lại được răng ra bởi hằng Tuấn nghĩ đơn thuần Chỉ chơi hương chơi hoa cho vui Anh chưa khi nào nghĩ đến việc Sẽ bỏ vợ để rước bổ vệ Nhưng hằng thì âm mưu và thủ đoạn hơn Biết mai khó có con Cô muốn cô ấy không có khả năng làm mẹ mãi mãi thay vào đó cô sẽ tìm cơ hội để có bầu với Tuấn. Cuộc tình vụng trộm đó diễn ra gần một năm thì Hằng bắt đầu lên kế hoạch của mình. Sau bao ngày tính toán, cô định mua thuốc thuê oxin bỏ vào nước uống hàng ngày của Mai. Nhưng cách đó quá rủi ro nên Hằng định bụng sẽ thuê một người kín đáo nào đó tạt axit vào mặt Mai và tạo ra vụ đánh ghen nhầm để Tuấn chán ghét rồi bỏ vợ người đàn ông cô thuê là một người đang rất cần tiền anh ta nhận làm việc này với giá rất là cao nhưng khi nhìn thấy ảnh của mai anh ta đã không nỡ vì mai chính là người đã từng về quê anh ta làm từ thiện ngày xưa khi nhà anh khó khăn chính mai đã giúp đỡ rất nhiệt tình đúng là ông trời có mắt người đàn ông này biết mình không thể lấy oán trả ơn được anh ta vẫn nhận lời hằng nhưng mục đích là để kéo dài thời gian báo cho mai biết hôm đó là ngày hành động hằng run rẩy chờ đợi đúng lúc cô ta đang gọi điện hỏi tình hình lúc vừa báo tin mọi chuyện đã xong thì bị cướp giật hằng chạy theo không may bị tai nạn kết quả là đứa bé trong bụng cô ta bị sảy thai và cú va đập quá lớn nội tạng của cô ta bị tổn thương rất là nặng nề cô không còn khả năng làm mẹ nữa hằng như phát niên khi biết mình đã có bầu nhưng lại để mất con đã vậy còn bị quả báo vô sinh nữa tuấn biết chuyện chưa kịp chạy đến thì mai đã hùng hổ đi đến công ty cô tát cho chồng mấy cái như trời giáng rồi bảo anh là một gã khốn nạn con bồ của anh cũng là một con quái thú cô ta định cho người tạt át chín vào mặt tôi đây anh biết không ha nhưng cũng may ông trời có mắt tôi gặp được người tốt và cô ta đã bị quả báo từ nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa đơn tôi đã ký rồi anh ký vào đi tôi cho các người thoải mái đến với nhau đó sao sao có thể sao có thể cô ta lại độc ác như vậy được anh đi mà hỏi cô ta ấy mai ném đoạn ký âm cuộc trò chuyện giữa hằng và người kia rồi ra về nếu cô ta không bị tai nạn nặng như vậy chắc chắn mai sẽ báo công an nhưng dù sao cô ta cũng bị quả báo rồi hôm đó thấy tuấn đến hằng khóc lóc thảm thiết anh ơi vậy là đứa con của chúng ta đã mất rồi em biết sống sao đây hằng cứ nghĩ tuấn sẽ thương nào ngờ anh đẩy cô ta ra rồi ném đoạn ghi âm đó ra giữa giường cô là con khốn cô định làm hại vợ tôi ư khốn nạn cô không khác gì con rắn độc ác giả ác báo cô tự xem lại bản thân mình đi từ nay tôi còn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa Thì đừng có trách tôi vô tình đấy Hằng ngồi sững sờ nhìn đống kim tiêm trên người Cô ta điên loạn vì đã mất tất cả Cô ôm mặt khóc thì cũng ít gì nữa Tất cả là do lòng tham không đáy Khiến cô tự hủy hoại đời mình Vâng, thưa quý vị và các bạn Một chuyện tình tay ba đầy chưa sót và cay đắng tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe và chia sẻ bình luận về câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại